Thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chấp nhận cho tiếp tục được thực hiện quản lý phương tiện vận tải hàng hóa theo giải pháp đăng ký trước và sang xe đổi tài. Thành phố Cần Thơ khẳng định, việc đăng ký này không phải là thủ tục xin phép, không phải là thủ tục hành chính, cũng không phải là giấy phép con. Theo thành phố Cần Thơ, đây là hình thức thông tin của doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời khi doanh nghiệp thực hiện giao nhận hàng hóa trên địa bàn thành phố. Thành phố Cần Thơ cho rằng, mỗi ngày có khoảng 2.500 đến 3.000 xe vào trung tâm thành phố để hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm và cũng để tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thành phố Cần Thơ đã thành lập 15 điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa. Trường hợp không giao nhận tại bãi tập kết của thành phố Cần Thơ thì sẽ lựa chọn hình thức giao nhận tại bãi tập kết của doanh nghiệp dưới sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Trước nhiều bất cập trong công tác quản lý vận chuyển hàng hóa một số địa phương, ngày 26 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công điện gửi các tỉnh thành về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đây là vấn đề cấp bách và tác động trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hóa trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh thành quan tâm, khẩn trương chỉ đạo thực hiện.